Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng anh em đang đến với kênh Trần Thảo Bán Khang, Thảo Auto Bình Chân. Và hôm nay clip này thì em xin quay lại đôi lo sạc pin Vega có máy đen là 200SE. Đấy, thì đây là đôi lo clip vừa rồi mình định thanh lý, giá cực kỳ rẻ, 3,5 triệu cho anh em chơi. Hôm nay mình lấy đây, xuống đây mình sẽ quay lại chi tiết, đo lại kích thước của nó, cũng như là mở luôn cái nội thất cũ lo này kia nọ nào cho quý vị và các bạn xem hết nội thất của nó trong ruột, để chúng ta biết là đôi lo này với cái tầm tiền 3,5 triệu thì cực kỳ xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn quý vị nha. Và giá này là giá của shop đã xả lộ. Nếu quý vị và các bạn nào quan tâm thì hãy liên hệ số điện thoại 0902 764 784. Đấy, số điện thoại của em đang cài đặt chế độ mở sẵn sàng tiếp nhận tất cả các cuộc gọi của quý vị và các bạn, từ cuộc gọi điện thoại và cuộc gọi Zalo luôn quý vị nha. Rồi, bây giờ thì vào phần chính, mình sẽ đo kích thước thùng lo cho quý vị và các bạn xem lại ha. Bởi vì mình nói đôi lo này nó to gần gấp đôi mấy cái dòng Robo, dòng 301, CD2, CD3. Thì đây, mình sẽ đo lại cho quý vị và các bạn chúng ta biết kích thước của nó. Đấy, lo này thì cũng còn khá đẹp. Tuy nhiên, theo thời gian góc cạnh của nó thì cũng có sừ, nhâm nhi, chút đỉnh. Ở đây mình không spa, cho nên là giá nó rất là mềm. Nếu mà mình spa nữa thì giá nó sẽ đội lên 700-800k thì sẽ giá nó hơi cứng, anh em rất là khó. Bây giờ thì mình sẽ mở ra cho anh em xem tất cả đồ zin hết. Đây, căng nó cũng là zin luôn quý vị nha. Đây, nó được bắt một đường chỉ đỏ rất là đẹp quý vị nha. Trên đây có sạc pin Vega dòng SA, dòng SA. Sạc pin Vega nó có nhiều model lắm gì ha. Cái dòng SE là cái dòng, cái model cũng hơi bị VIP, tiếng cũng hơi bị chất. Đấy, đây là hai chiếc lo. Khi mà mở cái căn ra, đẹp. Tiếng lo thì đẹp và zin, chữ dằn luôn. Thùng thì cũng zin mà không đẹp lắm vì nhá. Có gì thì mình báo dậy cho anh em chúng ta dễ chơi. Đấy, bây giờ quay tiếng lo trước rồi sau đó đo cái thước thùng. Và sau đó nữa thì mình mở cũ nó ra cho anh em xem nha. Đây, thì cái mình nhìn từ ngoài nhìn vô qua cái màn ảnh điện thoại cũng như là tivi mình xem thì mình thấy ngay chân cái mũi của nó thấy keo nhem nhép. Có anh em rất là sợ, cứ bảo là này làm lại rồi hay gì nè, mới dán lại keo bây giờ nè. Cái này thật sự mình bảo đảm đến quý vị và các bạn 100% là không làm lại và cũng không dán mũi lại luôn ha. Từ bảnh giờ sau là để yên vậy luôn đó. Và mình đã kiểm tra phần trong của nó để hồi nữa mình cho quý vị xem, đồ nó zin đẹp sạch bong luôn. Cái này là mình nghĩ là do keo nó chảy ra thôi, gì lâu ngày quá keo nó chảy ra thôi rồi nó nhem nhép dơ vậy thôi chứ không có làm không gì hết á. Nè, màng thì zin tuyệt đối luôn đó. Cái đó là phần bát vậy ha. Còn phần chép đây đẹp tuyệt vời, không chơi vào đâu được ha. Đây, hai cái logo của Sạc Pin Vega và cái đây cái tem. Và đặc biệt cái dòng này, cái dòng SE thì nó thiết kế tiếng nó rất là mềm mại và rất là hay, với cái hình thức là nó lót một lớp nhung nỉ gì ha, nỉ nhung nhung ha, ở hết mặt tiền luôn, sờ tay rất đẹp ha. Tiếng nó làm cho nó tán âm và nó cách âm được cái tiếng bass rất là hay trên cái dòng SE này quý vị. Cho nên là những cái dòng SE mà các phân khúc lớn, bass 25, bass 3 tắc, bass 4 tắc thì khách rất là thích ha, bass nó quýnh rất là phê. Đó là một chiếc ha. Tới chiếc bên đây thì chép này cái gì đẹp tuyệt vời luôn ha. Ở trên model tem, miếng vải nhung đen còn nguyên zin, không có chóc gì hết nha. Và cái màn bát cũng vậy nè, màn bát thì zin nè, còn cái mũi nó thì keo nó cũng chảy nhem nhem nè. Đấy, cho nên là có anh em cũng sợ là đúng rồi ha, nhưng mà anh em thợ thì nhìn vô một phát, một khi mà nhìn cũ thì anh em sẽ biết ngay đó. Chính vì thế cho nên là clip này mình sẽ quay lại cái cũ lo cho anh em và các bạn xem. Bây giờ thì em sẽ vào đo kích thước cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nắm lại cái kích thước của nó ha. Đấy, đây chiều cao của nó là cái gì, 56 cm thôi đó, chiều cao nó dữ dằn, thùng lớn, chiều cao 56 cm quý vị nha. Chiều ngang thì nó được 27, ngang 27 nha anh em nha. Và cái hậu nó thì sâu rất là lý tưởng ha. Đây, hậu sâu 29 gần 30 đó, hậu sâu 29 gần 30 nha. Đó là kích thước của nó. Thành bát đây. Đây,
thì hai chiếc lo được ship vào nha, quay mặt vào nha. Chưa lau chùi gì hết ha. Đó thì có vậy cũng vậy, mình lau chịu khó lau dầu lên thấy đẹp cái gì. Đây cạnh nó thì cũng có nè, mẻ nhẹ nhẹ làm gì ha, mẻ nhẹ. Chính vì thế cho nên là hôm nay mình sẽ thanh lý giá là lỗ luôn cho anh em chơi, anh em nào có lấy là chơi anh em lấy ha. Nhưng mà nó đặc biệt cái là nó không có bị nở nước anh em nha, nó chỉ bị nhâm nhâm do vận chuyển chúng này kia, nó khép tới kéo lui được chúng nữa thôi. Đây từ trước chậm chậm nha, chín bụi nha. Rồi vào đây số series thùng model SE ha, lỗ hơi rất sâu đó, nó chiếc bên đây. Góc cạnh cũng còn khá ổn ha, thì nó nhâm nha xuất đỉnh này do cái vấn đề thời gian của nó thôi. Thời thời thùng người ta về người ta làm thùng lại, còn mình không có làm, mình bán vậy luôn cho anh em chúng ta nhẹ chi phí, giá thành nó sẽ hạ xuống để được giá bình dân cho anh em chơi đó gì ha. Thì đó là phần xung quanh cái thùng ha. Bây giờ thì em mời và các bạn cùng vào tiếp tục theo dõi cái củ lo của nó anh em nha. Đây thì mình mời quý vị và các bạn chúng ta khám phá nội thất của đôi lo Sequin Vega 200SE nha. Đấy phần này là phần đít của nó anh em nha, phần dưới đít thì mình để mình kéo tới kéo lui thì chắc chắn là nó sẽ có chày rồi anh em ha. Đấy thì cái củ lo bát của cái dòng 200SE này, bát nó đường kính mặt tiền thì có 2 tấc thôi, nhưng mà cái củ bát của nó thì tương đương với những cái củ bát là bát 2 tấc rưỡi và 3 tấc của Sequin Vega luôn quý vị. Đấy đây mình sẽ kéo cho anh em coi nè, đường kính mặt tiền nó có 2 tấc thôi, nhưng mà củ bát nó nè 1 tấc 2, tấc mốt mấy gần tấc 2 nếu mình đo phía ngoài 500 này thì nó tấc 2 rồi đó, nó vô vậy. Thì đây chính xác nó là khoảng chưa tới 1 tấc 2 quý vị nha, đó là cái đường kính của bát. Và trên đây thì nó có đóng logo của Sequin Vega hết quý vị ha. Trước tiên thì logo đây nè, cho quý vị coi logo của Sequin Vega đóng nổi trên cái sườn của củ bát này luôn nha. Đây và ở trên đây thì nó đóng thông số kỹ thuật cũng như là ngày tháng năm sản xuất cái gì ha, model của cũ ví dụ như vậy. Thường thường là đắp 8 sạc 4 này, đắp là woofer này quý vị, những chiếc tắc cho woofer là cũ chạy cho củ bát đó quý vị. Và ở đây January 28 1989 sản xuất tháng giêng gì ha, ngày 28 tháng giêng 1989 đấy sản xuất cái lo này. Bên đây cũng vậy gì ha, hả hai cái này chắc lấy cái mộc nó ịnh đây chứ, xong ịnh đây là bên đây nó có cả nó đậm hơn, tới bên đây nó nhạt hơn hả. Đấy cũng có logo đúng bên kia và cộng trừ bên đây nó cũng có đóng thẳng trong đây luôn gì nha, đây cộng trừ đấy, cho nên là trên đây nó có cái chấm đỏ cho anh biết là cái cọc dương nằm ở phía bên đây vậy ha. Đấy và bây giờ thì em sẽ lặt nó lên để em soi vào cái cổ con nhện này kia nọ đó cho anh em chúng ta xem và biết. Đây đồ nó còn xin, nó nhỏ và nó còn xin tuyệt đối, nói chung đồ mình cái nào thì mình nói cái nấy thôi, anh em cứ yên tâm mà chơi. Đấy đẹp nè, có lỗi là quay thẳng chỗ lỗi và báo giá đồ lỗi, anh em nào có chơi được thì chơi ví dụ như vậy, còn đồ zin thì mình nói đồ zin đó. Anh em có nhu cầu cần thiết thì mình sẽ chụp ảnh chi tiết rõ nét từng chi tiết, chỗ nào anh em có nghi vấn thì mình sẽ chụp cho anh em ha. Đấy ở đây đem ra ngoài sáng luôn thì mình sẽ cho anh em coi đây, soi ngang soi dọc chỗ mà cái lỗ mũi nó nè, cái rốn của nó nè đó, đây là keo tự nhiên của nó chảy ra chứ ở đây mình không có dán lại ha. Có anh em thấy nó lem lem tưởng nó là mình dán lại làm, thật sự ra không có, cái này không có dán lại làm nha, nguyên zin về nó hát luôn rồi, mớ gì phải làm. Đấy chỉ có thay cân thôi thì đó mình nhìn vô mình thấy được cái chỗ con nhện cổ con đó nó nằm vậy và tất cả các dây nhợ râu rồi của nó gì nè thì làm sao mà có sửa chữa. Đấy anh em thợ nhìn vô cái biết ngay, rồi anh em khách xài thì nhiều khi thấy cái mũi nó nhem nhem ta cũng còn lăng tăng lung tung thì cũng đúng quý vị ha. Đấy đây ví dụ như tiếp tục là các chiếc lo bên đây, đấy thì nó đẹp như vậy,
đó. Đầu thì nó y zin vậy, tất cả các hướng đều đẹp vậy, không có nhem nhúa gì, keo gì của ai sửa chữa trong đây hết quý vị. Đấy. Trong màn thì có đóng số trên màn hết quý vị ha, cái nào cũng có đóng hết. Như cái này thì nó đóng nhưng mà nó nằm xây cái hướng này cho nên là khó nhìn thấy. Đây, cái hướng mà phía trong nấp sau nguyên chân chỗ hai cọng dây rốn đưa vào nên rất khó thấy quý vị ha, rất khó thấy rõ. Còn đây mặt tiền của nó là cái gì, màn zin, rốn mũi keo zin, chỉ có thay gân thôi gì ha. Đấy thì đó, báo cáo vị và các bạn thì nó vậy. Và trong đây thì phân tầng của nó thì cũng có phân tầng, mà củ bát của nó cũng đi qua cái dãy phân tầng, không biết nó có cản không thì mình cũng chưa nghiên cứu kỹ, nhưng mà trong đó mình thì mình thấy nó có hai cái tụ màu xanh và hai cái điện trở thì ha. Đấy, trong đó đó. Và bông tiêu âm thì tán âm thì nằm khắc phục. Đây có lỗ thông hơi sâu tới đây vậy ha. Còn đây là củ chép, củ chép ha, chép đặc thù của nó luôn nè quý vị, của dòng 200 SA này. Nó có cái logo Scandinavia hai bên hông nè, quý vị thấy không? Để cho quý vị xem nè, logo nè, logo Scandinavia nè ha, hai bên, bên đây cái nè, đây cái nè, đó, chép đầu lũ đạn nè, rồi củ chép nè, giờ ốc vít thì chưa có dấu mở luôn nè, nè. Đó. Rất là vip, dòng này mà 3,5 triệu mà không chơi thì hơi phí cuộc đời chơi lo luôn quý vị, bảo đảm quý vị và các bạn luôn. Mình thì là chuyên về mua bán thì cho nên là mình có hàng thì mình bán thôi, còn nếu mà anh em là chơi mà được đôi này mà giá như vậy thì quá rẻ, cả 301 series 3 bô nó chấp cầu hai đôi làm sát thùng của nó lớn gần gấp đôi cái dòng đó kia, cái thể tích cũng có thể là gấp hơn gấp đôi. Đây đẹp gì nè, thì chơi đi để rồi biết. Ở cái dàn sườn đúc của nó không là mình thấy là nó ăn đứt mấy dòng robo đi ha. Đấy thì mình lên clip này chủ yếu là giới thiệu lại cho anh em chúng ta xem và biết cái nội thất của lo Scandinavia 200 SE là nó gấu cỡ như vậy đi ha. Và giá tiền thì đây giá này là giá lỗ chứ không phải là giá mà bán có lãi nghe cái gì nha. Đó, lúc trước mình nhập thì 3,8 triệu, mình định bán tầm 4,5 triệu, đó trừ chi phí vận chuyển ra thì kiếm vài trăm có thể làm được thùng bia, nhưng mà bây giờ thì lâu quá mình thanh lý luôn, giờ thì mắc luôn thùng bia, lỗ 300 luôn quý vị. Anh em nào có quan tâm thì nhanh tay gọi cho Trần Thẳng Khang qua số điện thoại 0902764784 để sở hữu đôi lo này đi nha, hát karaoke và nghe nhạc cực kỳ chất lượng luôn nha. Đấy rồi, bây giờ thì clip này đến đây thì em xin tạm dừng nha, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ghé xem clip. Quý vị và các bạn trước khi rời khỏi màn hình đừng quên cho em xin một like trên clip quý vị nhé. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.